Kim Lý tiết lộ thời gian làm đám cưới với Hồ Ngọc Hà. Điều này được đích thân Kim Lý nói trong bữa tiệc hậu đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Mới đây, trong bữa tiệc sau đêm nhạc lớp song của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng, Kim Lý đã có chia sẻ ngắn gọn về thời gian anh cùng vợ tổ chức đám cưới. Cụ thể, ban đầu khi mắc ca hỏi về chuyện tổ chức đám cưới, Kim Lý do không nghe rõ câu nói bằng tiếng Việt nên đã lúng túng. Ngay khi đó, Hồ Ngọc Hà đã dịch lại câu hỏi bằng tiếng Anh với nội dung, anh có cưới em không? Nghe thấy câu nói từ vợ, Kim Lý lập tức đáp bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi. Kể đó, Hồ Ngọc Hà cũng tiếp tục đặt câu hỏi cho chồng rằng khi nào thì đám cưới được tổ chức. Tới đây, Kim Lý đã nói to rõ ràng bằng tiếng Việt rằng cuối năm nay. Màn công khai tuyên bố thời gian tổ chức đám cưới của Kim Lý khiến cả hội trường vỡ òa. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng tươi cười hạnh phúc trước lời nói của chồng. Thời điểm Leon và Lisa chào đời, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà ngay khi nữ ca sĩ rời phòng sinh. Được biết cả hai cũng đã đăng ký kết hôn nhưng chưa từng có một hôn lễ chính thức. Bản thân Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ, cô không quan trọng chuyện tổ chức hôn lễ. Hồ Ngọc Hà cho biết, bản thân là nghệ sĩ nên làm gì cũng trở thành chủ đề bàn tán. Nếu tổ chức đám cưới nhỏ không ổn mà to cũng chẳng xong. Chính vì vậy mà dù được Kim Lý hối thúc liên tục nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn trì hoãn.